Roy Keane, định mệnh có thể chọn anh vô địch Euro. Cựu tiền vệ Roy Keane cho rằng Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn, nhưng anh có thể tạo nên kỳ tích ở chung kết Euro 2024. Tôi xem Tây Ban Nha là ứng viên, nhưng định mệnh có thể đã được sắp đặt cho anh, Keane nói với ITV Sport. Anh lẽ ra phải bị loại từ khoảng một tuần trước, nhưng giờ có động lực lớn. Thật tốt khi thấy các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị với tư duy đúng đắn. Họ muốn vào trận và tạo khác biệt. Anh hứng nhiều chỉ trích vì lối chơi thực dụng, thiếu thuyết phục trong hành trình vào chung kết Euro 2024. Họ lần lượt thắng Serbia 1-0, hòa Đan Mạch 1-1, Slovenia 0-0 ở vòng bảng, rồi cần những khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân để thắng ngược cả 3 trận ở vòng loại trực tiếp. Ở vòng 1/8, họ hạ Slovakia 2-1 nhờ công rút Bellingham và Harry Kane qua 120 phút. Tới tứ kết gặp Thụy Sĩ, đoàn quân dưới trướng Gareth Southgate tiếp tục bị thủng lưới trước từ cú đệm cận thành của Brin Embolo. Nhưng anh kịp quân bình tỷ số nhờ cú cớ lòng của Bukayo Saka rồi thắng luân lưu. Tại bán kết, Tam Sư lại rơi vào thế phải bám đuổi khi để Xavi Simons mở tỷ số ở phút 7. Nhưng sau đó, cú đá phạt đền của Harry Kane và pha sút chéo góc của tiền đạo vào sân thay người Ali Watkins giúp anh tạo kỳ tích vào chung kết Euro 2 kỳ liên tiếp. Anh là đội thứ tư vào chung kết Euro 2 kỳ liên tiếp, sau Liên Xô 1960 đến 1964, Đức 1972 đến 1976, 1976 đến 1980, 1992 đến 1996 và Tây Ban Nha 2008 đến 2012. Họ cũng có lần đầu vào chung kết giải đấu lớn đầu tiên bên ngoài nước Anh. Hai lần trước đó họ đều thi đấu trên sân nhà Wembley, London, khi thắng Đức 4-2 để vô địch World Cup 1966 và thua Italy ở loạt luân lưu nên về nhì ở Euro 2020. Tương tự Kim, Gary Neville cho rằng Tây Ban Nha là đội thi đấu tốt hơn từ đầu giải, nhưng đánh giá cao việc tuyển Anh thể hiện bản lĩnh để vượt qua những thời điểm khó khăn và có thể tạo nên lịch sử tại chung kết ở Berlin ngày 14 tháng 7. Tôi có cảm giác như có điều gì đó đang xảy ra. Mọi thứ đang có lợi cho anh và điều đó tạo nên sự tự tin, Neville bình luận. Anh không đạt phong độ tốt nhất ở giải, nhưng có thể vượt qua ranh giới. Trong những năm qua, đội bị chê ngây thơ, thi đấu tốt và thua cuộc, nhưng tập thể này làm bất cứ điều gì cần thiết và đang trở nên tốt hơn. Cách họ làm điều đó thật tuyệt vời, và là điều mà các đội tuyển Anh chưa thể làm được trong quá khứ.